mơ nhiều khó sống thọ. Cổ nhân dạy cách để ngủ không mơ mộng và hồi sinh sức khỏe. Mến chào quý vị đã trở lại với bờ tỉnh thức trong chuyên mục dưỡng sinh mỗi ngày. Quý vị thân mến, mỗi chúng ta dùng 1/3 quãng đời để ngủ. Và mỗi người dù ít nhiều cũng đã từng có những giấc mơ trong khi ngủ. Vậy giấc mơ khi ngủ là gì? Xin thưa, đó là thời điểm mà những ảo giác xảy ra khi chúng ta đang ngủ trong giai đoạn ngủ sâu. Giấc mơ như là một câu chuyện ngắn xuất hiện trong giấc ngủ và nhanh chóng biến mất. Chúng ta có thể nhớ rõ hoặc một phần hoặc hoàn toàn quên đi giấc mơ đó sau khi tỉnh giấc. Giấc mơ được chia làm hai loại: giấc mơ mang nội dung vui vẻ và giấc mơ có những nội dung đáng sợ hay buồn bã. Những giấc mơ đáng sợ, buồn bã còn được gọi là ác mộng. Sau khi gặp ác mộng, chúng ta sẽ thức giấc trong một tâm trạng lo lắng, sợ hãi và thậm chí là khóc. Y học hiện đại tin rằng một số giấc mơ báo hiệu bệnh tật. Loại giấc mơ bệnh lý này được gọi là giấc mơ bệnh tật. Khoa học về giấc mơ cho rằng mọi giấc mơ đều bộc lộ tâm lý và những giấc mơ báo hiệu bệnh tật cũng bộc lộ tâm lý. Bởi vì sau khi kích thích đau được truyền đến hệ thần kinh trung ương, việc giải thích nó được đánh dấu bằng ý thức. Nó không chỉ kích hoạt những cảm giác trải nghiệm được hình thành bởi sự kích thích này, mà còn kích hoạt vật chất trong ngân hàng ký ức của người mơ về sự đau khổ về tinh thần liên quan đến điều này. Do đó, phản ánh trạng thái tâm trí hiện tại của người mơ, sự đau khổ về tinh thần và nỗ lực giải quyết nỗi đau khổ này. Vì vậy, mọi giấc mơ đều có thể được giải thích theo nghĩa ẩn dụ, tức là diễn giải bằng hình ảnh. Còn các danh y xưa tin rằng mọi giấc mơ đều là dấu hiệu bệnh tật. Các cảnh trong giấc mơ có mối quan hệ chặt chẽ với yếu tố âm dương và ngũ hành trong cơ thể. Không chỉ là dấu hiệu của việc mất ngủ mà còn thường báo hiệu về các vấn đề sức khỏe khác. Vậy sự thật về giấc mơ là gì và vì sao người mơ nhiều khó sống thọ? Có cách nào cải thiện sức khỏe để giảm bớt mơ mộng đi không? Hãy cùng bờ tỉnh thức khám phá ngay bây giờ nhé. Đầu tiên, hãy cùng đến với câu chuyện về giấc mơ của một bệnh nhân cuồng loạn. Bệnh nhân nữ 18 tuổi, là học sinh trung học. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị liệt và mất trí nhớ. Thì ra cô ấy đến nhà một bạn nữ cùng lớp vào chiều chủ nhật trước khi bị ốm. Hôm ấy cùng nhau đi xem phim buổi tối và 11 giờ đêm lại một mình mới về nhà. Tối hôm đó cô về nhà trong tình trạng hoảng sợ, quần áo xộc xệch, vừa bước vào cửa phòng ngủ đã buông mình xuống giường và khóc. Mẹ cô hỏi nhưng cô không chịu nói, nên đành phải an ủi cô vài lời để cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện cô bị liệt tứ chi, không thể đứng hay đi lại. Cô cũng hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua và không thể giải thích được nguyên nhân, nên được đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau khi nhập viện, khi khám không tìm thấy tổn thương hoặc dấu hiệu liệt cơ thể nào, bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng cuồng loạn. Tiêm canxi gluconate vào tĩnh mạch và châm cứu đều là phương pháp điều trị không hiệu quả. Dù được an ủi, động viên nhiều lần, nhưng cô vẫn không thể nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình phát bệnh. Vì vậy, bác sĩ không còn hỏi thẳng về sự việc nữa, mà hỏi cô gần đây đã mơ thấy gì. Cô kể lại giấc mơ khủng khiếp đêm qua. Cô mơ thấy mình đang đi du lịch cùng các bạn nữ trong lớp, thì bất ngờ có một con rắn lớn từ trong suối phóng ra, các bạn của cô đều bỏ mạng hết. Bị con rắn độc hung hãn đuổi theo, cô cố bỏ chạy nhưng không chạy được, nên rắn độc đuổi kịp và cắn vào đùi, khiến máu từ bên trong chảy ra và cô giật mình tỉnh dậy. Qua cơn ác mộng này, người ta cho rằng bệnh nhân có thể đã bị bệnh do bị kẻ xấu hãm hiếp và áp bức. Trong giấc mơ,
con rắn có nọc độc tượng trưng cho của quý của kẻ hành dâm, còn chảy máu trong đùi, tượng trưng cho việc bệnh nhân bị mất đi lần đầu. Sau đó, bác sĩ đã thôi miên cô. Dưới sự thôi miên, cô dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cô kể rằng, khi cô đi xem phim đêm một mình về nhà, thì bất ngờ bị một tên xã hội đen kéo vào một con hẻm và chiếm đoạt. Cô cũng nhớ lại khuôn mặt của tên xã hội đen đó. Đặc điểm nhận dạng của hắn là có nốt ruồi đen có lông ở má phải. Sau đó, sau hơn một tháng điều trị tâm lý, trí nhớ của cô không những hồi phục hoàn toàn, tình trạng tê liệt chi dưới biến mất, mà cô còn có thể đối mặt với sự việc đáng tiếc này. Sau đó, sau khi cơ quan tư pháp giải quyết vụ việc, người ta xác nhận nét mặt của kẻ hành dâm hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà cô cung cấp. Cuối cùng, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Còn kẻ phạm tội đã bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Cuồng loạn là cách tự vệ của người bệnh khi một người gặp nguy hiểm. Ví dụ như khi gặp hổ, người đó sẽ bị tê liệt vì sợ hãi. Đây là sau khi người bệnh gặp sự cố, là sự phản kháng với nỗi sợ quá lớn. Và sự quên lãng là một loại phòng vệ khác, vì người đó không dám đối mặt với thực tại và đã bất lực hoàn toàn. Cho nên, chỉ có thể xóa đi nỗi đau bất ngờ trong tâm trí, giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát trong sa mạc để thoát khỏi nỗi sợ hãi phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ. Quý vị thân mến, hãy cùng đến với một nghiên cứu khác về giấc mơ và bệnh tật. Tôi có nhiều giấc mơ trong thời gian bị bệnh. Những người mắc bệnh khác nhau sẽ mơ về những thứ khác nhau. Những người mắc cùng một căn bệnh khác nhau sẽ mơ về những thứ khác nhau, nhưng cùng một người có thể mơ về những cảnh tượng giống nhau. Bệnh nhân sốt rét thường mơ thấy con nhện trong góc giang mạng ngày càng lớn, khi tỉnh dậy thấy buồn nôn và đổ mồ hôi đầm đìa. Một người khác mơ thấy mình bị truy đuổi bởi những người lạ trong một tòa nhà cổ ở sa mạc Gobi, bầu trời bay và trái đất quay tròn. Khi tôi bị bệnh sốt rét, tôi cũng có một giấc mơ rất giống, đó là tôi mơ thấy một điểm trung tâm tiếp tục tỏa ra bên ngoài. Người bệnh viêm loét đại tràng mãn tính mơ thấy mình lăn vào vũng nước trước mỗi đợt tấn công. Theo thời gian, mỗi khi giấc mơ như vậy xuất hiện, người đó sẽ cảnh giác về một đợt tái phát khác của bệnh. Y học hiện đại cho rằng, những người bị u não thường mơ thấy ai đó hoặc bị quái vật dùng vật gì đó như tay, gậy gỗ, búa đập vào đầu do biểu hiện lâm sàng của u não là tăng áp lực nội sọ, dẫn đến các triệu chứng như cơn đau đầu và chóng mặt được truyền đến hệ thần kinh trung ương. Để duy trì giấc ngủ của người mơ, chúng được liên kết với những trải nghiệm và cảm giác trong quá khứ được lưu trữ trong trí nhớ và được hiểu là những cảnh trong mơ. Người bị tổn thương ở họng thường mơ thấy khó thở hoặc bị xương cá mắc kẹt trong cổ họng. Nguyên nhân là do tổn thương ở họng làm tắc nghẽn đường hô hấp, cản trở hô hấp. Những kích thích này truyền đến hệ thần kinh trung ương và được hiểu là chạy trốn, hết hơi hay mắc xương cá. Những cách giải thích này đều là những trải nghiệm hoặc trải nghiệm trong quá khứ được lưu trữ trong ngân hàng ký ức của con người. Nên giai đoạn mơ do giấc mơ khởi xướng là một loại tiếng gọi, và tất nhiên loại tiếng gọi này có hoạt động. Người cao huyết áp thường mơ thấy mình ở trong lửa, nhảy vào lửa, đi vào lửa, bị bếp nướng lên. Đó là do con người đang duy trì trạng thái sống thấp nhất trong khi ngủ, muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất của sự sống. Và thành mạch máu dày của bệnh nhân cao huyết áp cản trở việc cung cấp máu và đẩy nhanh tần số cung cấp máu cho tim. Sự kích thích này được hệ thống thần kinh trung ương ánh xạ tới cảm giác hình thành trong hoặc gần lửa. Phương Tây cũng đã thực hiện một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa giấc mơ và bệnh tật. Bác sĩ tâm thần người Anh Robin Joyce đã thu thập hơn 400 giấc mơ và phát hiện ra rằng hơn 300 giấc mơ có liên quan đến bệnh tật.
một người đàn ông mơ thấy mình bị một con báo đen truy đuổi, móng vuốt của nó đâm vào vai anh ta. 3 tháng sau, người đàn ông này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da ác tính, dùng bị bệnh cũng chính là nơi mà ông ấy bị con báo cào trong giấc mơ. Ngoài ra còn có một phụ nữ trung niên nằm mơ thấy mỗi lần có 2 bàn tay từ từ véo vào cổ họng mình, khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Sau đó, người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Lưu Cường, một công nhân văn phòng trong công ty, luôn có một giấc mơ đáng sợ. Anh mơ thấy có một con rắn nằm ngửa, con rắn đen và to như ống tre. Nó nằm ngửa một cách chân thật và không hề thực hiện bất kỳ động tác tấn công nào. Nhưng Lưu Cường lại cảm thấy cứng ngắc, lạnh lẽo, nhớp nháp, đặc biệt khó chịu. Liễu Cường mấy lần giương tay dặn eo, cố gắng đuổi con rắn ra nhưng không được. Sau đó, Lưu Cường dùng gậy khều con rắn lên, nhưng con rắn không hề cử động. Lưu Cường rất sợ hãi, nhiều lần tỉnh lại từ trong mộng. Lưu Cường nằm mơ như vậy đã hơn 2 năm, con rắn trong mơ càng ngày càng nặng, cảm giác trên lưng Lưu Cường càng ngày càng lạnh. Lưu Cường bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nên liền đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên đốt sống cổ và thắt lưng của anh đều có vấn đề. Sau khi được điều trị kịp thời và tăng cường sưởi ấm vào ban đêm, Lưu Cường đã không còn mơ thấy con rắn đó nữa. Nhà khoa học y tế Asa Tốc cũng đã phân tích 4.000 trường hợp nằm mơ và ông phát hiện ra rằng giấc mơ có mối liên hệ nhất định với một số bệnh tật. Ví dụ, bệnh nhân vàng da sẽ có nhiều giấc mơ liên quan đến ăn uống khoảng 1 tháng trước khi xuất hiện triệu chứng rối loạn hệ tiêu hóa. Các giấc mơ liên quan đến bệnh tật là mối liên hệ giữa 8 loại giấc mơ và bệnh tật đã được các bác sĩ lâm sàng Âu Mỹ phát hiện sau thời gian dài nghiên cứu. 1. Nếu bạn mơ thấy ai đó hoặc quái vật đánh vào đầu hoặc đổ chất lỏng vào các đặc điểm trên khuôn mặt, bạn có thể bị u não và các bệnh về thần kinh. 2. Nếu bạn nghe thấy tiếng động lạ trong giấc mơ, có thể có một số tổn thương ở trung tâm thính giác hoặc các mạch máu gần đó bị xơ cứng. 3. Nằm mơ thấy khí quản bị tắc, khó thở, nghẹt thở thì có thể là do hệ hô hấp có bệnh. 4. Bị rượt đuổi, sợ hãi, không thể la hét, không thể chạy trong giấc mơ, hồi hộp kéo dài, đổ mồ hôi và nhịp tim nhanh sau khi thức dậy, có thể là do lượng máu cung cấp cho động mạch dành của tim không đủ. 5. Đi đứng không vững, thân hình vặn vẹo, chân tay nặng nề, kèm theo cảm giác ngột ngạt, đột ngột tỉnh giấc trong giấc mơ, có thể là điềm báo của cơn đau thắt ngực. 6. Nằm mơ thấy mình bị ngã từ trên cao, nhưng tỉnh dậy trước khi chạm đất, có thể là dấu hiệu của bệnh tim. 7. Nằm mơ thấy cảnh nước như lũ lụt, đầm lầy, chết đuối, có thể là dấu hiệu của những tổn thương ở hệ gan mật và thận. 8. Nếu bạn bị đánh trong giấc mơ và khi thức dậy cảm thấy đau ở vùng bị đánh trong giấc mơ, điều đó cho thấy cơ quan tương ứng có thể đã mắc bệnh. Ngoài ra còn có một số giấc mơ mà nhiều người có thể cảm thấy có liên quan đến bệnh tật. Ví dụ, những bệnh nhân bị suy nhược thần kinh đều kèm theo các triệu chứng mất ngủ và mơ màng, và hầu hết những giấc mơ của họ đều không mấy dễ chịu. Bệnh nhân tăng huyết áp có thể gặp các hiện tượng như leo trèo, bay, tức giận trong giấc mơ. Bệnh nhân bị bệnh lao có thể đi lại yếu ớt và ho trong giấc mơ. Bệnh nhân tâm thần phân liệt sẽ có những giấc mơ với nội dung đáng sợ và thù địch. Các chuyên gia cho rằng nếu những giấc mơ nêu trên xảy ra nhiều lần trong khi ngủ thì bạn cần chú ý và đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện kịp thời. Tất nhiên, những hiện tượng này chỉ là dấu hiệu của bệnh tật, chưa chắc đã có ý nghĩa và giá trị chẩn đoán rõ ràng. Bạn không được nghĩ rằng mình mắc bệnh chỉ vì bạn đã mơ một hoặc 2 giấc mơ. Thuyết ngũ hành của giấc mơ trong Hoàng Đế Nội Kinh viết,
Đây là do thiếu năng lượng, khiến con người có những giấc mơ ảo tưởng, khó hiểu. Ba yếu tố dương, ba âm yếu ích khí. Vì vậy, cánh khí phổi đều khiến người ta mơ thấy vật màu trắng và người ta cắt máu. Khi lấy nguyên thời điểm, bạn sẽ mơ thấy trận chiến quân sự. Thần khí suy về yếu sẽ khiến người ta mơ thấy thuyền chìm người, cho đến thời điểm mơ thấy mình dưới nước, khi đó sẽ gây sợ hãi. Nếu khí gan bị hư, người sẽ mơ thấy nấm hoặc ngủ dưới gốc cây không dám đứng dậy. Nếu tâm khí yếu, giấc mơ sẽ cứu đoán từ lửa, khi lấy được, giấc mơ sẽ rực cháy. Nếu lá lách yếu, bạn sẽ mơ thấy thức ăn và thức uống không đủ. Nếu bạn có khí lực đủ, bạn sẽ mơ thấy xây tường và nhà. Đây đều là biểu hiện của ngũ tạng thiếu khí, dư yếu dương, khí âm không đều, năm loại bệnh kết hợp để điều chỉnh yếu tố âm dương trong kinh mạch. Từ đó, có thể tóm tắt thuyết ngũ hành trong giấc mơ như sau. 1. Gan thuộc về mộc trong ngũ hành. Nếu khí gan mạnh, bạn có thể mơ thấy tức giận. Nếu gan khí yếu, bạn có thể mơ thấy nấm và các loại cây mọc khác, hoặc mơ thấy nằm dưới gốc cây không dám đứng dậy. 2. Phổi thuộc kim trong ngũ hành. Nếu năng lượng phổi mạnh, bạn có thể mơ thấy sợ hãi, khóc lóc hoặc bay. Nếu phổi khí yếu, người ta có thể mơ thấy vật màu trắng. Nếu thấy người cắt máu thì có thể mơ thấy đánh nhau. 3. Tâm thuộc về hỏa trong ngũ hành. Nếu năng lượng trái tim của bạn mạnh mẽ, bạn có thể mơ thấy cười và sợ hãi. Nếu bạn có năng lượng trái tim yếu, bạn có thể mơ thấy dập tắt lửa và các vật có đặc điểm tích cực rõ ràng, hoặc bạn có thể mơ thấy lửa cháy. 4. Lá lách thuộc thổ trong ngũ hành. Nếu tính khí nóng nảy, có thể nằm mơ thấy ca hát nặng nề, di chuyển khó khăn. Nếu tính tình yếu đuối, có thể nằm mơ thấy ăn không đủ no, nằm mơ thấy xây tường, xây nhà. 5. Thận thuộc thủy trong ngũ hành. Nếu thận khí mạnh, thì giấc mơ có nghĩa là thắt lưng và cuộc sống bị tách rời và không kết nối với nhau. Thận khí suy yếu có thể khiến người ta mơ thấy người chết đuối trên thuyền, hoặc có thể mơ thấy mình chìm trong nước và trở nên rất sợ hãi. 6. Nếu âm công trong cơ thể con người mạnh, thì nằm mơ thấy dược lũ ma sợ hãi. Dương khí mạnh thì nằm mơ thấy lửa cháy. Âm dương đều mạnh thì nằm mơ về việc chém giết nhau. 7. Nếu khí ở phần trên cơ thể mạnh, bạn có thể mơ thấy mình đang bay. Nếu khí ở phần dưới cơ thể mạnh, bạn có thể mơ thấy mình bị ngã. Nếu quá no, bạn có thể mơ thấy mình cho người khác một thứ gì đó. Nếu bạn rất đói, bạn có thể mơ có được thứ gì đó để ăn. 8. Nếu trong cơ thể có ký sinh trùng, nếu có nhiều dung ngắn, bạn có thể mơ thấy tụ tập đông người. Nếu có nhiều dung dài, bạn có thể mơ thấy đánh nhau và làm bị thương nhau. Y học cổ truyền tin rằng con người và thiên nhiên là một, nên những thay đổi của môi trường sẽ gây ra phản ứng trong các cơ quan nội tạng của cơ thể và được phản ánh qua những giấc mơ. Một học giả thời nhà Thanh tin rằng những giấc mơ của phụ nữ khi mang thai có liên quan đến việc sinh con trai hay con gái. Nếu là con trai, dương khí mạnh, ruột sẽ nóng nên mơ thấy đồ cứng. Nếu là con gái, khí âm mạnh, ruột sẽ lạnh nên mơ thấy đồ mềm. Giấc mơ tuy là hoạt động tinh thần, nhưng những biến đổi trong linh hồn không thể tách rời khỏi cơ thể. Từ đó, chúng ta có thể hiểu được những biến đổi về âm dương, khí huyết của các cơ quan, sau đó là những biến đổi của các mô trong cơ thể. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về giấc mơ và cách cải thiện sức khỏe của bạn. 1. Nếu nằm mơ thấy những sự việc tầm thường xảy ra trong ngày. Hình thức mơ mộng quá mức đầu tiên là mơ về những chuyện xảy ra trong ngày, tình tiết chuyện không hề kỳ quái mà là chuyện bình thường xảy ra mỗi ngày. Có nghĩa là những người này không ngủ sâu và ý thức của họ vẫn còn hoạt động.
Y học cổ truyền nói về tỳ tưởng, những người mơ như vậy là người có chức năng tiêu hóa kém, tức là chức năng dạ dày kém, chức năng hấp thu của lá lách kém. Thông thường, những sự việc trong giấc mơ hiện rõ trong đầu bạn và bạn có thể nhớ lại tất cả. Một triệu chứng khác của những người này là chảy nước dãi khi ngủ. Đây cũng là dấu hiệu của chức năng lá lách kém. Vậy giải pháp là gì? Đối với những giấc mơ quá mức do chứng khó tiêu gây ra, chúng ta nên cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thu, tức là bồi bổ tỳ vị, theo cách mà nhiều video trên kênh đã chia sẻ. Khi hệ tiêu hóa của bạn khỏe lên, không mệt mỏi vì tiêu hóa thức ăn vào ban đêm, thì bạn tự nhiên sẽ ít mơ hơn. Trong khi điều hòa lá lách và dạ dày, tránh ăn các thực phẩm chua và lạnh, làm tổn thương chức năng của lá lách và dạ dày, bao gồm táo gai, chanh, cam, giấm, rau diếp, dưa chua. Các loại rau nhiều chất xơ khó tiêu như tỏi tây, cần tây, tránh thực phẩm giàu chất béo, các loại đồ chiên rán, các loại ngũ cốc khô cứng khó tiêu và không nên ăn quá nhiều. Những thực phẩm có tác dụng bổ tỳ vị bao gồm hạt sen, khoai mỡ, đậu lăng, gạo tím, táo đỏ, lòng lợn ruột non, lúa mạch. Hai, nằm mơ thấy những sự kiện kỳ quái, khó giải thích. Điều kiện thứ hai của việc mơ quá mức là bạn thường xuyên mơ một số giấc mơ kỳ lạ. Loại giấc mơ này không liên quan gì đến cuộc sống của bạn. Thậm chí, bạn còn mơ thấy những điều mình không hiểu. Chúng tôi gọi loại giấc mơ này là tâm trí lang thang bên ngoài thế giới và linh hồn không gắn bó với nó. Vậy lý do là gì? Xin thưa, giấc mơ này liên quan đến chức năng của gan. Gan chứa máu và máu chứa đựng linh hồn. Tâm hồn yên tĩnh bên trong và những người này chỉ là không thể điều hòa khí huyết, cũng không thể có tâm hồn tĩnh lặng. Giải pháp cho bạn là, trong trường hợp này, chúng ta thường sử dụng một số phương pháp dưỡng gan bổ máu, giúp hấp tâm hồn thư thái và ngủ yên. Bạn có thể ăn những thực phẩm màu xanh, có vị chua để đi vào gan. Những người bị gan hư, tức là thiếu gan và huyết khô, cũng nên ăn thêm các thực phẩm có thuộc tính chua như cam, quýt, ô liu, chanh, nho, xoài, lựu, giấm thực vật. Chúng đều có tác dụng tạo cảm giác thèm ăn, làm se săn chắc và ổn định gan. Tuy nhiên tránh lạm dụng, vì gan mọc quá dượng sẽ ảnh hưởng tới tỳ thổ, gây đau dạ dày, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. 3. Ác mộng rơi từ trên cao xuống và bị truy đuổi. Tình trạng thứ ba của giấc ngủ mơ là có những giấc mơ kỳ lạ hoặc ác mộng, mơ thấy mình bị ngã từ nhà cao tầng, bị rượt đuổi, hoặc mơ thấy cảnh máu me nào đó, hoặc mơ thấy bị chó, rắn cắn, hoặc một số người luôn mơ thấy người chết, hoặc mơ thấy mình rơi xuống nơi bẩn thỉu. Vậy lý do là gì? Y học cổ truyền cho rằng tình trạng này là do thận có vấn đề. Thận là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi và sợ hãi trong cơ thể con người. Nếu thận khí hoặc thận tinh của một người bị tổn thương, người đó thường sẽ có những giấc mơ đáng sợ. Nói chung, những người có những giấc mơ này đã từng trải qua một số trải nghiệm sợ hãi hoặc đã có một số thay đổi trong gia đình hoặc người thân của họ. Giải pháp đối với những người này, trước hết cần loại bỏ các khí lạnh, năng lượng dương hoặc các chất kích thích trong cơ thể như máu ứ, đờm lạnh. Vì các chất này sẽ sinh ra tà ác, khiến mọi người chìm vào giấc ngủ thường gặp ác mộng. Chúng ta thường dùng thuốc nóng để tiêu đờm lạnh và ứ máu, đồng thời chúng ta cũng thêm một ít thuốc khoáng. Y học cho rằng thuốc khoáng tương đối nặng và có thể xua tan sự yếu ớt, rụt rè và sợ hãi. Khi đờm lạnh và ứ máu được loại bỏ, những giấc mơ này sẽ biến mất một cách tự nhiên. Các thực phẩm như rau dền, rong biển, tảo bẹ, hải sâm, cua đều là những thực phẩm mà bản thân nó có vị mặn và có tác dụng làm săn chắc thận. Đông y cho rằng
Vị mặn sẽ đi vào thận và có thể làm cho thận mềm mại, vững chắc và ẩm ướt. Tuy nhiên, ăn quá nhiều cũng có thể gây hại cho cơ thể. Do đó, bạn cần ghi nhớ là không nên ăn quá nhiều, không nên ăn thiên vị, mà hãy ăn cân bằng âm dương. Trong sách Nội Kinh viết, khi ngũ vị đi vào ngũ tạng, mỗi vị lại đi đến một nơi khác nhau, mỗi nơi lại có những bệnh khác nhau. Do vậy, khi vị chua đi vào gân, ăn nhiều sẽ khiến cho người ta sinh bệnh. Ăn quá mặn, vị mặn đi vào máu, khiến bạn bị khát. Vị cay đi vào khí, ăn nhiều sẽ khiến tim sinh ra các lỗ rỗng. Vị đắng đi vào xương, ăn nhiều sẽ khiến cho người bị cảm giác nôn ói. Dân, mơ mộng không phải là bệnh, mà là triệu chứng. Nghĩa là nó không phải là bệnh, mà là một hiện tượng, một triệu chứng báo hiệu sức khỏe. Trong hoàn cảnh bình thường, hầu hết mọi người đều mơ nhiều vì thiếu canxi, vitamin B và không thể thư giãn thần kinh. Tuy nhiên, khi hiện tượng này xảy ra, cũng có nghĩa là cơ thể bạn đã bước vào trạng thái sức khỏe kém và áp lực quá lớn. Nếu không được giải tỏa kịp thời, sẽ gây đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Những người mơ dài thường có một số vấn đề trong việc kiểm soát cảm xúc, vì vậy họ bị căng thẳng tinh thần rất lớn. Những người mơ dài dễ mắc chứng mất ngủ, và những người mất ngủ lâu dài có thể gây ra các bệnh tâm lý. Mặc dù nhiều nhà tâm lý học đã nghiên cứu những giấc mơ trong nhiều năm, nhưng dù bạn nghiên cứu chúng như thế nào, bản thân những giấc mơ đó cũng phản ánh một số căng thẳng cảm xúc gần đây của bạn. Chúng ta có thể hiểu được trạng thái tinh thần của chính mình bằng cách giải thích giấc mơ, và các cố vấn tâm lý cũng có thể tư vấn tâm lý thông qua giấc mơ. Nhưng nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề, thay vì chìm đắm trong giấc mơ, tốt hơn hết bạn nên điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ ngơi và tăng cường tập thể dục thể chất. Điều này sẽ giúp chúng ta đủ bình tĩnh đối mặt với những vấn đề căng thẳng một cách tích cực. Bước cuối cùng là lựa chọn bổ sung các dưỡng chất canxi và B complex phù hợp để giúp cơ thể giải tỏa căng thẳng. Có 5 loại thực phẩm giàu canxi hơn cả sữa, đó là cải xoăn, sao bina hay cải bó xôi, sao cải rổ, hạt mè, sữa chua hữu cơ, giá đỗ. Những thực phẩm giàu vitamin B và tốt cho sức khỏe gồm cá hồi, hàu, trai, hến, thịt gà, thịt bò, rau xanh và cây họ đậu. Nếu đã làm đủ 3 cách trên nhưng căng thẳng vẫn không thể giải tỏa và bạn gặp vấn đề nghiêm trọng với giấc ngủ, thì trước tiên bạn cần tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chúng ta phải hiểu một điều, mối quan hệ giữa sức khỏe thể chất và các vấn đề tâm lý có tính tương tác và củng cố lẫn nhau. Việc giải quyết các vấn đề tâm lý sẽ dễ dàng hơn khi bạn có thể chất khỏe mạnh. Ở đây phải nhấn mạnh rằng, sức khỏe thể chất không nhất thiết là sức khỏe tinh thần, vì điều này không thể đánh đồng. Nhưng sức khỏe tinh thần cũng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Vì vậy, khi có vấn đề về tinh thần hoặc tâm lý, trước tiên bạn phải xem xét liệu sức khỏe thể chất của mình có vấn đề hay không, bạn đang ở trạng thái sức khỏe kém hay bạn mắc các bệnh mãn tính. Để đảm bảo sức khỏe tinh thần, trước tiên cần phải giải quyết căn bệnh mãn tính, rồi mới giải quyết vấn đề tâm lý sau. Nhưng nguồn gốc của các bệnh mãn tính, thậm chí ung thư, lại có căn nguyên từ tinh thần và cảm xúc bất ổn. Và có một cách để cải thiện sức khỏe tinh thần là xoa bóp bấm huyệt thư giãn để cải thiện chất lượng giấc ngủ mỗi đêm. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn cũng có thể kết hợp một số động tác xoa bóp huyệt như xoa huyệt nội quan có thể an thần, xoa huyệt thần môn có thể an thần, tĩnh tâm, mở rộng ngực và điều khí, xoa tam âm giao có thể điều hòa chứng mất ngủ sau khi bị bệnh, điều hòa lá lách và dạ dày, tốt cho gan thận. 1. Bấm huyệt nội quan. Huyệt nội quan nằm ở vị trí cổ tay, cụ thể là khe tay mặt trước của cổ tay,
nằm giữa hai đường gân của cơ gan tay lớn và cơ gan tay bé. Đây là vị trí vô cùng quan trọng để điều trị các bệnh ở vùng tâm ngực rất hiệu quả. Để xác định huyệt nội quan một cách chính xác nhất, bạn chỉ cần nắm lòng bàn tay lại và gập cổ tay vào cẳng tay. Sau đó, nghiêng lòng bàn tay vào phía trong, có một đường vân sẽ nổi lên và đó chính là huyệt nội quan. Phương pháp: xoa bấm bằng ngón tay cái với tốc độ vừa phải trong 1 đến 3 phút và với cường độ vừa phải. 2. Bấm huyệt thần môn. Vị trí huyệt thần môn nằm ở trên cổ tay, ngay chỗ xương ngụ, gần chỗ lõm của bờ ngoài gân cơ. Ngoài ra, còn có một cách khác để nhận biết huyệt thần môn, đó là vị trí tâm giao giữa hai đường cổ tay với đường huyệt từ rãnh của ngón tay áp út. Cách xác định huyệt cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau. 1. Đặt ngửa bàn tay lên bàn, xác định đường rãnh chính giữa ngón tay áp út và ngón tay út, rồi kéo dài đường rãnh này đến cổ tay. 2. Co nhẹ cổ tay sẽ thấy một điểm lõm. Điểm lõm này nằm trên đường rãnh đã xác định ở trên và chính là vị trí của huyệt thần môn. Cách xác định huyệt thần môn ở cả hai tay là giống nhau. Vì huyệt thần môn nằm ở vị trí đặc biệt, nên khi tác động vào huyệt sẽ mang đến nhiều tác dụng về tâm và thần. Cụ thể, giúp người bệnh điều hòa khí hỏa, hạn chế các cơn bốc hỏa, nóng trong người, đồng thời giúp thanh nhiệt và an thần. Cách thực hiện: xoa bấm bằng ngón tay cái với tốc độ vừa phải và kích thích từ 3 đến 5 lần với cường độ từ nhẹ đến nặng. 3. Bấm huyệt tam âm giao. Huyệt tam âm giao còn được gọi là hạ tam lý, huyệt đại âm, huyệt thừa mạng thừa mệnh. Đây là huyệt đạo thứ 6 của đường kinh tỳ. Để xác định huyệt tam âm giao ở đâu thì chúng ta hãy tìm đúng vị trí giao giữa ba đường kinh âm là thái âm tỳ, thiếu âm thận và huyết âm gan. Đây chính là vị trí của huyệt tam âm giao. Cụ thể hơn, huyệt nằm ở vết lõm sau của xương chày, chỉ cách mắt cá chân khoảng 6,5 cm đối với người trưởng thành. Phương pháp bấm: nhào bằng ngón giữa hoặc ngón cái với tốc độ vừa phải trong 1 đến 3 phút và với cường độ vừa phải. Tôi xin chia sẻ thêm với bạn một cách điều hòa thân tâm để cả đời sống viên mãn là: người cao tuổi hãy đối xử tốt với chính mình để sống hạnh phúc và vui vẻ, để không hối tiếc. Khi gặp những điều không như ý trong cuộc sống, đừng phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác, vì phải có tính khí tốt thì mới sống khỏe được. Gặp chuyện gì cũng không cần cư xử quá đáng. Không phàn nàn hay trách móc những người xung quanh, tâm trạng sẽ tốt và giúp bạn có mối quan hệ gia đình hòa hợp. Hơn nữa, sống phải có kỷ luật. Dù lương hưu có cao đến đâu, người trên 70 tuổi cũng phải kiềm chế ham muốn và từ bỏ những lối sống thiếu lành mạnh. Mỗi người đều có những ham muốn và quan điểm sống riêng. Một số người cho rằng chỉ khi tận hưởng hết mình thì chuyến viếng thăm cuộc sống này mới có giá trị, nhưng quan điểm này là sai lầm. Vì quá nuông chiều bản thân thì những thói quen xấu sẽ gây ra nhiều tác hại theo thời gian. Cuối cùng khi già đi, thể sẽ bị tổn thương và gặp nhiều bệnh tật. Bạn sẽ phải trải qua những năm tháng cuối đời trong đau đớn. Đó gọi là phước không nên hưởng hết, mà cần biết đủ và cho đi để tích nhiều phước hơn, thì bạn mới có thêm sức khỏe ở giai đoạn cuối đời. Dù bạn có lương hưu cao thì cũng hãy tiêu dùng hợp lý, đừng quá hào phóng với số tiền của mình. Người lớn tuổi nên điều chỉnh tiền chi cho phù hợp với nhu cầu. Đừng tiết kiệm số tiền đáng ra phải tiêu và cũng đừng tiêu số tiền không nên tiêu bừa bãi. Những khoản chi tiêu có thể cải thiện chất lượng cuộc sống như mua quần áo, giày dép, đồ gia dụng mới nâng cao chất lượng cuộc sống thì không nên tiết kiệm. Vì vậy, đừng mua quá nhiều thứ kém chất lượng, hãy cố gắng mua những thứ chất lượng, an toàn và bền bỉ hơn để sống khỏe mạnh hơn.
Đời sống của người già ngày càng phong phú khi tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn thay vì chỉ ở nhà suốt cả ngày. Sau khi về hưu, nhiều người không cần phải ra ngoài làm việc nữa mà thay vào đó, họ ở nhà suốt ngày, nằm hoặc ngồi xem tivi, lướt mạng trên điện thoại di động, dẫn đến việc lượng vận động gần như không có. Trên thực tế, con người vẫn cần phải ra ngoài, phơi nắng và sống cùng thiên nhiên. Vì điều này có lợi cho sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, việc ra ngoài còn giúp bạn giao tiếp nhiều hơn với người khác và không mất kết nối với xã hội. Bạn cũng nên học cách sống đơn giản hơn, dứt bỏ những thứ không cần thiết để không làm bừa bộn nhà cửa. Thời gian và sức lực của con người đều có hạn chế, hãy nắm lấy trọng tâm của cuộc sống và giữ những điều quan trọng. Đừng bị vướng bận quá nhiều, nhưng cũng đừng bỏ lỡ quá nhiều. Biết nắm bắt và buông bỏ đúng lúc chính là sự khôn ngoan. Cái tâm của con người ảnh hưởng sâu xa đến cơ thể. Nếu để tâm diễn tiến theo chiều hướng xấu xa và kết nạp những tư tưởng ô nhiễm, nó có thể gây nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh. Ngược lại, tâm cũng có thể chữa khỏi một chứng bệnh của xác thân. Đức Phật dạy, không có kẻ thù nào có thể gây tai hại cho ai nhiều bằng những tư tưởng tham ái, những tư tưởng sân hận, những tư tưởng ganh tị của chính ta. Con người mà không biết điều chỉnh cái tâm của mình để thích ứng với hoàn cảnh thì không khác nào một xác chết nằm trong quan tài. Hãy hướng tâm của bạn trở vào bên trong và cố gắng tìm niềm vui thực sự bên trong chính bạn. Bạn sẽ tìm thấy bình an hạnh phúc vô tận, luôn luôn sẵn sàng để bạn thọ hưởng. Xin chúc quý khán thính giả thật nhiều sức khỏe và luôn bình an tự tại một đời. Cảm ơn đã dành tình cảm cho bờ tỉnh thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại.